Tiếp tục chào đón quý vị với một mã đầu than kèm CD tiếp theo. Chiếc đầu than CD này em nó chạy có cả loa luôn quý vị ạ. Quý vị có thể dùng loa của em nó hoặc là cấy live ra ngoài. Cái đó thì em sẽ test, sau đây em sẽ test các chức năng cho quý vị xem luôn. Thì quý vị sẽ biết được những chức năng của em nó hoạt động như nào. Giá của chiếc này là 3 triệu 9. Em ghi giá đây cho quý vị nhé, 3 triệu 9. Nên ghi giá về đầu đầu. Thôi trên nóc đi. Này, em ghi 39 này cho quý vị cho nó dễ này. 39. Ok cho quý vị. 3 triệu 9. Sau đây em sẽ test cái chức năng. Đây, đây là đĩa than. Đây là khay đĩa than khi mở ra để chạy đĩa than. Test chức năng đầu tiên là chức năng đĩa than luôn cho quý vị. Bắt đầu này. Khi quý vị đây là đĩa, chú chị thả đĩa vào này. Nhớ. Sau đó nhấc di chuyển cần gần đến nơi. Nhớ là phải gạt cái ben này này, cái ben nâng này để nó nâng cái cần lên. Đấy, khi quý vị đặt cần ra đây thì quý vị bắt đầu gạt cho ben nó xuống dần để cho hạ từ từ, đừng để nó vồ mạnh là kim nó sẽ nó liên quan tình trạng là bị xước kim hoặc là bốc kim, được chưa? Bốc kim, nó gãy kim. Đấy, ben nó đang hạ từ từ. Nó từ từ nó sẽ tiếp xúc từ từ xuống. Đấy. Đấy, quý vị có thể nghe trực tiếp trên em nó, hoặc quý vị có thể đây, em sẽ like em nó xuống bộ âm ly dưới nhé. Đây có tay phone cấm này, này. Đấy, em like xuống phía dưới này. Được chưa? Niềm ước mong biển biệt một bao đêm từng cơn gió đông. Đấy. Anh nhớ đây. Tôi mong. Đẩy ben lên này là tắt ngắt luôn, được chưa? Cho dịch vào này, lại hạ ben xuống. Có nghĩa là khi hạ ben xuống thì quý vị thích di chuyển, nghe bài hát ở đoạn ngoài cùng hay là trong cùng tùy. Đấy. Xong gạt ben xuống thì cái ben nó sẽ hạ từ từ. Ben nó hạ rất từ từ nhé. Nó hạ từ từ để nó tránh bị kim vập. Đấy. Tôi nhớ anh, nhớ buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà đi về đâu, để mưa hay mùa ngầu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi. Em mà nhưng cái ben lên này, nhưng ben đấy là cái đầu kim nó nhấc lên. Nhấc lên sau đó quý vị mới di chuyển ra ngoài. Đấy. Đương nhiên đĩa dừng luôn. Đấy là đĩa chạy đĩa than. Tiếp theo em thử cho quý vị xuống chế độ chạy CD. CD quý vị sẽ vặn nút này về chế độ CD. Đấy. Đi cho em. Đây là đĩa CD. Đây. Đĩa CD, em thả đĩa CD nhé. Quý vị có thể dùng cái đầu này là đầu phát luôn. Mã của em nó đây, mã tên của cái đài này. Đấy, đĩa than này. Đấy. Bây giờ nó báo là tổng có 10 bài. Quý vị ấn play. Đấy. Đấy. Quý vị có thể next bài đây. Next bài đây, đấy lên bài 2 luôn. Next bài tiếp. Quý vị thông cảm nhá. Trong quý vị vừa nghe thấy tiếng nó ù, đang nghe có tiếng hơi ù của loa là do ở ngoài này đang hàn. Có nghĩa là khu này họ hàn rất là nhiều. Quý vị thông cảm. Nhiều bác không biết để bảo tại sao nhé. Đấy. 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 Đó là vừa chạy đĩa CD cho quý vị. CD. Giá của chiếc
Đài cổ này là giá chuyển chiếc đài, đài đĩa than và CD này là 3.900.000. Bác nào có nhu cầu thì alo đến là 0911 169 961. Tuấn Âm Thanh Phú Thọ chuyển hàng toàn quốc. Em cảm ơn. Giá 3.900.000 ạ.